Ơ, con này mắt xanh dương à? Nó no rồi, nó buồn rồi. Nó còn thế thôi. Và phải vuốt ve nó cho nó quen ấy. Sau đấy nó biết bay, nó chỉ quanh quẩn mình thôi. Nhiều khi mà mình không ấy. Thế mà nó biết bay sớm, nó biết bay sớm, nó không ấy ra. Nó không cho quen mình ấy. Nên nó bay đấy. Thế. Nhưng mà nuôi từ bé thì bao giờ nó quen mình à? Có bao giờ nó đi mất đâu. Mấy ngày nó ngủ. Đã bảo như trẻ con ăn xong rồi. Thử cho nó ngủ để cho nó ngủ nhé. Không, anh nghĩ là nó không ngủ được đâu. Dài lắm, cổ nó dài lắm. Em thấy nó vừa vươn ra. Dài lắm, dài. Khéo cổ đứt. Nó dài thế ngoài đúng không? Ở nhà anh còn mấy con nữa? 2 con. Đừng pin nhà con cả ngày luôn. Đừng pin đi học này. Đừng cứ thích chơi. Ở nhà 2 con này ai cho nó ăn anh? Giống con này luôn à? Không, nó to. Nó biết ăn rồi, nó biết mổ rồi. Ngủ đi. Nó kiểu như là ấy. Những cái con vật ấy mà mình nuôi nó thích vuốt ve hả? Thích vuốt ve, âu yếm nó như con người. Mà nó còn tầm nửa tháng sau chắc ấy lắm nhỉ. Vàng ống nha. Nhìn nha. Có sao? Nó mà nhìn đều này. Nó màu đẹp. Nó vàng mà. Anh chụp một em bô đi để em. Chụp tay nó. Chụp tay. Chụp mình nó. Đẹp nhỉ? Anh chụp đúng cái màu đấy. Cầm như nào chứ? Anh phải căn cho nó. Thằng cái lòi, cái lắc này, ba biết là em. Oh.
nhiều quá. Nha. Đấy. Thích cười lắm chị. Quá đẹp luôn. Ấm nhỉ? Ấm nhỉ? Ừ, ấm. Đây chỗ này nó chưa có lông mà. Đấy, đít nữa. Đít chưa có lông. Các hôm ấy, cái bụng của nó chưa kiểu như là chưa vỡ bụng, cứ nó to đùng nữa. Thế á? Nó to đùng nhá. Bây giờ là nó ăn ít đi. Với cả nó không như trước. Giờ mà em bắt đầu thấy nó gồng kiểu. Nó gồng là nó ị mà. Ấm nhỉ, ấm nhỉ. Chắc anh nuôi tận hai mấy lồng chim cơ. Sao chị Thủy ghét? Bắt đầu ra. Sệ sệ rồi. Đấy đấy, nó sệ sệ xong nó còn rơi ra cái mềm. Đó. Ừ. Xong nó rơi. Được vuốt bé sướng. Vuốt thì nhờ cầm cánh vuốt này. Đó. Chim nó mới đẹp. Thế á? Ừ. Vứt nhiều nó mượt à? Ừ. Nó nhanh vào không nhỉ? Ừ. Cái mỏ này các hôm nhìn nó xám xám. Các con này mỏ dài nhỉ? Mồm to như là ngỗng. Mũi nhỉ? Đấy, mũi ông trước đút cả vào. Đấy, hết hai lỗ mũi nó thở nó phải há mồm. Thế thì bảo ăn nó không no. Đây là cái gì anh? Cái viền. Viền tai. Nó không có tai á. Chim không có tai làm sao nó nghe thấy gì? Thế con chim nghe đoạn này à? Ừ, nó phải có tai chứ. Tai nó cái lỗ để nó vào đó. Đấy, lỗ nó bé tí. Ở chỗ đen đen đó. Đây nè. Đó, em nhìn thấy lỗ chưa? Đó. Chưa, nó chưa gì ở đâu mà sợ. Lên đây, lên đây. Đấy. Trời ơi, thật là may mắn. Ê. Đừng có bỏ đấy mà y nhá. Ngủ. Đóng thùng. Đóng thùng đi ngủ. Ngủ đi nhá. Bye bye. Không thấy kìa. Thấy sao này. À, lên nào. Đây này kiểu này. Trong quả này. Anh nhìn đây này. Cái nặng quá, cái đó nặng quá. Thấy không? Thấy gì em? Nó đang nhìn lên. Nó ngủ đấy, nó cứ ăn xong nó ngủ. Hình như trẻ con ấy nhỉ? Nhưng mà phải, nó phải có tối thôi. Nó cũng được.
nó vẫn đang nhìn. À nó còn ngủ rồi. Ngủ chưa? Bắt đầu lim dim rồi. Lim dim rồi. Ủa? Ngủ. Dễ ngủ. Hộp anh mua nó về là hộp ở trong hộp này. Ừ, nó vẫn ở hộp này luôn. Vẫn là hộp sữa cun này luôn. Thấy cái hộp thông đỏ ấy. Làm gì? Nó ở. À. Thôi anh sau anh cho nó ra ấy bây giờ mà. Cho nó ra lồng ấy. Nó ngủ rồi.